Một vài chia sẻ trước hiện tượng nhà Chúa Cha ở Bảo Lộc. Năm 2020 quả thực là một năm nhiều giông bão cho toàn thế giới vì đại dịch COVID-19, mà hậu quả tai hại còn tiếp tục kéo dài không biết đến bao giờ. Riêng giáo phận Đà Lạt, ngoài cơn bão COVID, còn gánh thêm cơn giông khác cũng không kém mất mát nặng nề. Đó là hiện tượng nhà Chúa Cha ở Bảo Lộc. Mất mát vì một linh mục bị treo chén, một giáo dân bị vạ cấm chế. Mất mát vì sự hiệp nhất trong giáo phận bị rạn nứt, khi nhiều phe nhóm đối kháng, nhiều quan điểm đối nghịch, nhiều ý kiến trái chiều, nhiều phát biểu phủ nhận, kình chống lên án nhau. Một bầu khí u ám như mây mù những sáng sớm Đà Lạt, khi các mạng xã hội thi nhau bàn tán xôn xao, với đủ cung bậc ủng hộ đả phá, công kích, bênh vực. Mà cả Tòa Giám mục Đà Lạt với Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh và nhà Chúa Cha Bảo Lộc với cha Nguyễn Chu Truyền, chị Thiên Thương đều là nạn nhân, đối tượng rất đáng mến nhưng cũng rất đáng thương. Thôi thì đủ luận cứ chứng cớ, quả quyết kết luận đúng sai. Cả phe chống cũng như phe ủng hộ Đức Cha hay cha Truyền, chị Thương đều cương quyết khẳng định mình và gay gắt lên án đối phương. Người thì bảo Đức Cha sai, độc đoán, độc tài, kiêu căng, giáo sĩ trị, coi thường giáo dân, ngoan cố trước ý muốn của Chúa Cha. Người thì nói chị Thương cha Truyền mất trí, lạc đạo, bất tuân phục, phản bội, phá hoại hội thánh. Cũng có những bài viết dài, phân tích cặn kẽ, tùy theo quan điểm như đề cao sự vâng phục trong giáo hội, phân tích vai trò của giám mục, làm nổi bật đoàn sủng, cường điệu sự xuất hiện của quỷ vương trong thời đại mới và sự can thiệp trực tiếp của Chúa Cha. Tóm lại, chúng ta đang đứng trước nguy cơ một cuộc ly giáo và sự hình thành có hệ thống, một giáo phái mới tách biệt khỏi Công giáo. Chia sẻ nỗi buồn và lo âu của Đức Cha Đa Minh, cũng như lo âu và nỗi buồn của cha Truyền, chị Thương, người viết xin được trải lòng với tư cách một người con, một người anh em, một chi thể trong thân thể mầu nhiệm Đức Kitô là giáo hội của Ngài, về hai điểm mà người viết cho là then chốt hơn cả, đã tạo nên nhiều lấn cấn sai lạc. Đó là sự khác biệt giữa thần khí của Thiên Chúa và các thần khí khác, sự khác biệt giữa đoàn sủng và mạc khải trong giáo lý đức tin. Thứ nhất, thần khí của Chúa và các thần khí khác. Các thần khí không thuộc Thiên Chúa. Tin mừng luôn nhắc nhở và nhấn mạnh sự khác biệt giữa thần khí của Thiên Chúa, thần khí của Đức Giêsu Kitô và các thần khí khác, như thần khí của con người, thần khí của thế gian, thần khí của ma quỷ. Sách Samuel kể, sau khi ông Samuel qua đời, người Philistine tập hợp lại và đến đóng trại ở Sunem. Vua Saul thấy trại của người Philistine thì sợ và tim ông đập mạnh. Ông thỉnh ý Đức Chúa nhưng Đức Chúa không trả lời, dù bằng giấc mộng, bằng thẻ Urim hay qua trung gian ngôn sứ. Vua Saul bảo thiểu thần, hãy tìm cho ta một bà đồng bóng để ta thỉnh ý bà ấy. Thiểu thần nói với vua, thưa, có một bà đồng bóng ở Endo. Đây là trường hợp nghe theo thần khí của con người mà không phải thần khí của Thiên Chúa. Tin mừng Marco ghi lại, Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, vùng đất của dân Gerasa. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dù phải dùng cả đến xiềng xích. Một hôm khác, một người trong đám đông thưa với Đức Giêsu, thưa thầy, tôi đã đem con trai lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám, bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống, cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cùng đờ người ra. Đây là trường hợp thần khí của ma quỷ ám nhập, làm khổ con người. Thánh Gioan Tông Đồ khẳng định, có những thần khí không chỉ khác thần khí của Thiên Chúa,
mà còn chống lại thần khí của Đức Kitô khi Ngài viết: Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Kinh Thánh xác định rất rõ thần khí của Thiên Chúa trên công trình của Ngài và những người Ngài chọn. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Sách Xuất Hành viết: Pharaoh vua Ai Cập, sau khi nghe ông Giuse con của tổ phụ Jacob cắt nghĩa giấc chiêm bao của mình, đã nói với triều thần: Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí của Thiên Chúa. Và Pharaoh nói với ông Giuse: Sau khi Thiên Chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh và khôn ngoan như ông. Ông sẽ là tể tướng triều đình của ta. Sách Xuất Hành còn ghi lại, Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy coi, ta đã gọi đích danh Bơ-sa-nên con của Uri, con của Khua, thuộc chi tộc Giu-đa. Ta sẽ ban cho nó dồi dào thần khí của Thiên Chúa, để nó thành người khéo léo, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi công việc. Trong Tân Ước, thần khí của Thiên Chúa ngự xuống và quyền năng của Đấng Tối Cao rợp bóng trên Đức Maria trong buổi truyền tin thụ thai ngôi lời nhập thể. Khi chịu phép rửa của Gioan bên bờ sông Giô-đan, Đức Giê-xu được thần khí của Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Ngài còn được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ. Và các tông đồ trong nhiều thư mục vụ đã không ngừng cho chúng ta thấy đâu là thần khí của Thiên Chúa và cách nào để nhận ra thần khí đến từ Ngài. Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại dạy chúng ta: Những ai sống theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt, còn những ai sống theo thần khí thì hướng về những gì thuộc thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí Thiên Chúa là sự sống và bình an. Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa mà cũng không thể phục tùng được. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Và một khi đã là con cái Thiên Chúa, chúng ta không còn là nô lệ và phải sợ hãi như xưa, nhưng thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi. Thánh Phêrô tông đồ trưởng thì nhắc nhở: Người tín hữu là những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rẩy. Điều này muốn nói lên sự vâng phục Đức Giêsu Kitô là dấu chỉ sự hiện diện của thần khí Thiên Chúa. Một cách chính xác hơn, Thánh Phaolô quả quyết: Người có thần khí của Thiên Chúa thì kết hiệp mật thiết với Ngài và mầu nhiệm Đức Kitô, tức trong Đức Kitô Giêsu, và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa, sẽ chỉ được Thiên Chúa dùng thần khí của Ngài mà mặc khải cho các tông đồ và ngôn sứ của Người. Như thế, để thấu hiểu các mãnh lực thần thiêng, tức các thần khí không thuộc về Thiên Chúa, chúng ta cần có ơn phân định thần khí, vì có rất nhiều thần khí xuất phát từ xác thịt, từ thế gian, từ ma quỷ. Bởi thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Cũng như thần khí nào không phục tùng lề luật của Thiên Chúa, không đón nhận mặc khải từ các tông đồ và ngôn sứ, đều sẽ không được nhận là thần khí đến từ Thiên Chúa. Số 2. Đoàn sủng và mặc khải. Đoàn sủng là ơn được ban để phục vụ cộng đoàn. Giữa đoàn sủng và mặc khải có sự khác biệt rất quan trọng mà nhiều người hay lầm lẫn. Chính vì thế mà nhiều khúc mắc lấn cấn cứ ngày càng chồng chất, đan chéo nhau. Sách Xuất Hành ghi lại lời Thiên Chúa Gia-vê nói với Mô-xê: Chính ngươi
sẽ bảo những thợ giỏi đã được ta ban tràn đầy tài năng khôn khéo may áo tế cho A-ha-rôn, để ông được thánh hiến mà thi hành chức tư tế phục vụ ta. Thiên Chúa ban đặc sủng cho những người thợ này để họ phục vụ cộng đoàn khi may áo tế cho ông A-ha-rôn. Vì thế đặc sủng được gọi là đoàn sủng, bởi mục đích là lợi ích chung của cộng đoàn mà không vì lợi ích riêng tư cá nhân. Thánh Phaolô đã viết rất rõ về ân huệ và sứ vụ tông đồ của mình. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu. Tôi được ơn gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Và nhờ người chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ để làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ. Thánh nhân còn cắt nghĩa cặn kẽ trong thư gửi giáo đoàn Corinto. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần trí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Như thế không có gì ngăn cách chia rẽ chúng ta khi mỗi người nhận được đặc sủng từ thần khí Thiên Chúa để phục vụ cộng đoàn. Vì chúng ta là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người. Thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Ở đây, chúng ta nhận thấy ơn làm tông đồ được xếp vào hàng thứ nhất, bởi các tông đồ là những người được Đức Giêsu chọn, và trên nền tảng tông đồ, Ngài đã xây dựng giáo hội của Ngài. Kế vị các tông đồ là các giám mục bản quyền. Như các thánh tông đồ, các ngài là rường cột của giáo hội, được trao phó sứ vụ chăn dắt đoàn chiên với quyền quản trị thánh hóa. Nên chính các ngài có trách nhiệm bảo đảm mục đích phục vụ lợi ích chung của các đoàn sủng nhận được từ thần khí Thiên Chúa trong giáo hội. Nói cách khác, giám mục có nhiệm vụ duy trì và phát huy sự hiệp thông hiệp nhất trong giáo hội, mà không để những đặc sủng nhận được biến thành cớ gây mâu thuẫn, xung đột, đối kháng, chia rẽ trong hàng ngũ dân Chúa, thay vì xây dựng thân thể mầu nhiệm Đức Giêsu là giáo hội, như Thánh Phaolô đã nhấn mạnh. Anh em cũng vậy, vì khao khát những ơn của thần khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó nhằm xây dựng hội thánh. Như thế, khi các đoàn sủng không nhằm mục đích xây dựng hội thánh, mà cụ thể là xây dựng tình hiệp thông hiệp nhất, thì các ơn đó không còn được coi là đặc sủng, vì không hội đủ điều kiện phục vụ cộng đoàn. Cụ thể là khi người nhận đoàn sủng làm theo ý riêng, dù là thiện ý, mà từ chối đặt mình dưới sự quản trị hướng dẫn của giám mục bản quyền, để việc thực thi đoàn sủng của người ấy đem lại lợi ích chung cho giáo hội, như mục đích của đoàn sủng, thì hậu quả không thể tránh khỏi là gây hoang mang, bất an, bất ổn trong giáo hội, dắt đến tình trạng đố kỵ, chia rẽ, làm lợi cho ma quỷ. Đó là lý do trong lịch sử giáo hội đã không thiếu những người được Chúa ban đoàn sủng, nhưng khi được đấng bản quyền yêu cầu ngưng sử dụng đoàn sủng để làm phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ hay nói tiên tri vì lợi ích chung của giáo hội, thì hầu hết các vị đều vâng phục quyền tông đồ của giám mục bản quyền. Bởi mục đích tự thân của đoàn sủng là phục vụ cộng đoàn dân Chúa, chứ không phục vụ ý muốn cá nhân hay lợi ích bản thân. Đàng khác, sự vâng phục để gìn giữ sự hiệp nhất của giáo hội luôn được đánh giá là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa hơn tất cả. Chúng ta cũng nên biết ma quỷ là tên cám dỗ, đứa chia rẽ. Tiếng Latin là Diabolus,
Trái ngược với symbolos là hiệp nhất, nối kết, và công việc chính của chúng là tách rời xa, kéo ra xa. Khi tách con người rời xa Thiên Chúa, kéo con người ra xa nhau, như đã tách Adam Eva rời xa Thiên Chúa, kéo Cain xa khỏi Abel, và tiếp tục cho đến tận thế bằng mọi thủ đoạn, mưu kế, tách đoàn chiên ra khỏi chủ chăn, gây hỗn loạn, chia rẽ giữa đoàn chiên, và kéo giáo hội xa khỏi Đức Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm. Do đó, thành quả lớn mà ma quỷ đạt được quanh biến cố trừ quỷ ở nhà Chúa Cha là sự cắt đứt hiệp thông, chia rẽ trong giáo hội, một sự thật đáng buồn mà không ai trong chúng ta có thể phủ nhận. Ma Khải. Khác với đoàn sủng, Ma Khải là việc Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn Ma Khải chính mình và tỏ cho mọi người biết thánh ý Ngài. Nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha nhờ Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể trong Chúa Thánh Thần, và được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Trong việc Ma Khải này, với tình thương chan chứa của Ngài, Thiên Chúa vô hình ngỏ lời với loài người như bạn hữu. Ngài đối thoại với họ để mời gọi và đón nhận họ hiệp nhất với Ngài. Công cuộc Ma Khải này được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết mật thiết với nhau, nên các việc Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử cứu rỗi bày tỏ, củng cố giáo lý và những điều được giải thích qua lời nói. Còn lời nói thì công bố các việc làm và khai sáng các mầu nhiệm chứa đựng trong đó. Nhờ Ma Khải này, chân lý thâm sâu về Thiên Chúa cũng như về phần rỗi con người được sáng tỏ nơi Đức Kitô đấng trung gian, đồng thời là sự viên mãn của toàn thể Ma Khải. Qua trích dẫn trên, chúng ta thấy kho tàng Ma Khải gồm Thánh Kinh, Cựu Ước, Tân Ước và Thánh Truyền. Ở đó, chân lý về Thiên Chúa được sáng tỏ nơi Đức Kitô đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người, đấng cứu độ duy nhất, ngôi lời của Thiên Chúa. Cũng chính ở Ngài, toàn thể Ma Khải đã đạt đến độ viên mãn, và toàn bộ kho tàng Ma Khải này được trao cho giáo hội gìn giữ, bảo toàn, như Thánh Phaolô đã viết cho môn đệ Timôthê: giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh hãy bảo toàn nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. Vì giáo hội là dấu chỉ của bí tích cứu rỗi, là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Vì đã đạt đến độ viên mãn ở Đức Kitô, nên toàn thể Ma Khải chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, mà không ở Chúa Cha. Vì Đức Kitô là ngôi lời của Chúa Cha, đấng Chúa Cha sai đến để thực thi thánh ý của Ngài. Do đó, chúng ta không thể thay đổi hay thêm bớt vào kho tàng Ma Khải bằng những Ma Khải mới trực tiếp từ Chúa Cha, vì Chúa Cha tín nhiệm Chúa Con, bởi ba ngôi Thiên Chúa là một, như Đức Giêsu đã quả quyết: ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Quả thực, nếu cho rằng bây giờ là thời đại của Chúa Cha và chính Chúa Cha trực tiếp Ma Khải, thì tin mừng của Đức Giêsu sẽ có nguy cơ bị thay đổi. Vì người ta sẽ phải hiểu rằng thời kỳ cứu chuộc của Đức Giêsu cũng như thời đại của Chúa Thánh Thần trong giáo hội của Đức Giêsu không còn nữa, nhưng chấm dứt để nhường chỗ cho thời đại mới của Chúa Cha với những Ma Khải mới từ Chúa Cha. Như thế, cả ba ngôi Thiên Chúa đã thứ tự thay phiên nhau cứu độ Ma Khải và duy trì một việc Chúa Cha can thiệp vào Ma Khải đã được viên mãn trong Đức Giêsu, đã đủ làm đảo lộn tất cả giáo lý của Đức Giêsu. Và tín điều nhập thể cứu chuộc theo ý Chúa Cha của Đức Giêsu không còn nền tảng để đứng vững. Một vấn đề hệ trọng khác, đó là Ma Khải và giáo hội không thể tách rời nhau, vì giáo hội có nhiệm vụ trung thành tuân giữ và gìn giữ nguyên vẹn chân lý đức tin, bởi Ma Khải trong Kinh Thánh hay trong Thánh Truyền đều được truyền lại trọn vẹn nhờ sự kế vị hợp pháp các giám mục, và nhất là nhờ sự quan tâm của chính giám mục Roma. Nhờ Thánh Thần chân lý, Ma Khải ấy được gìn giữ cách cẩn trọng
và trình bày cách trung thực. Để có thể khảo sát đứng đắn và trình bày cách thích hợp mặc khải này, Đức Giáo Hoàng và các giám mục làm việc cẩn thận bằng phương tiện thích hợp tùy theo nhiệm vụ và tầm quan trọng của sự việc. Nhưng các ngài không nhận được một mặc khải công khai mới nào thêm vào kho tàng thần khải của đức tin. Theo hiến chế Lumen Gentium, tín lý về giáo hội, không mặc khải công khai mới nào được thêm vào kho tàng thần khải của đức tin, nên hiện tượng Chúa Cha công khai mặc khải cho một cá nhân sẽ phải được coi là điều không thể chấp nhận theo giáo lý mặc khải của hội thánh. Một nguy cơ khác nữa sẽ đến, đó là từ những mặc khải mang tính sinh hoạt đời sống như chữa bệnh, cách xử lý tình huống, cũng như những khúc mắc trong tương quan mà hiện nay Chúa Cha đang thực hiện với chị Thương ở nhà Chúa Cha, không lâu sẽ là những mặc khải đụng chạm đến giáo lý đức tin. Vì Chúa Cha luôn sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của chị đặt ra. Điều đó cho phép chúng ta mường tượng một ngày nào đó, chị Thương hỏi Chúa Cha về những tín điều buộc người công giáo phải tin trong kinh Tin Kính. Và nếu chẳng may, Chúa Cha phủ nhận hay không dứt khoát khẳng định một hay nhiều tín điều nào đó, thì thử hỏi sự hoang mang bấn loạn ở nhiều người công giáo mà giáo lý đức tin không đủ vững sẽ lớn lao như thế nào? Chắc chắn sẽ rất lớn lao vì viễn cảnh ly giáo đang lấp ló, giáo phái mới đang thai nghén hình thành. Bởi ngay bây giờ đã nhen nhóm nhiều chủ trương trái ngược với giáo lý công giáo, khởi đi từ cách mặc khải hoàn toàn không phù hợp đức tin tông truyền, khi cho rằng Chúa Cha đã chọn một người và trực tiếp mặc khải bằng đẩy tay người ấy viết lên điều mình muốn, một điều chưa từng có trong lịch sử các tôn giáo. Vì ngay cả đại tiên tri Mohammed của Hồi giáo, dù tự hào được Đức Allah mặc khải, nhưng cũng chỉ được mặc khải qua trung gian tổng lãnh thiên thần Gabriel, chứ không ai đã được chính Chúa Cha trực tiếp trả lời từng câu hỏi, dù là những câu hỏi thuộc phạm vi sinh hoạt đời sống thường ngày. Hy vọng hiệp nhất còn mong manh hơn khi hiện tượng thai thánh, nghĩa là phụ nữ không quan hệ với người nam mà vẫn có thai, đã trở thành một vấn đề khó có thể chấp nhận được. Không chỉ trong phạm vi giáo lý đức tin mà còn ở quy luật tự nhiên. Bởi trong Kinh Thánh, ngoài Đức Maria là người trinh nữ duy nhất đã có thai Đức Giêsu do quyền phép Chúa Thánh Thần, thì không một người thứ hai nào đã được sinh ra ngoài quan hệ nam nữ, vì đó là luật tự nhiên. Thực vậy, Thiên Chúa chỉ can thiệp cho vợ chồng son sẻ hay đã lúng tuổi, như trường hợp vợ chồng Abraham Sarah đã sinh Isaac dù mang tiếng son sẻ, hay vợ chồng Zakaria Elizabeth đã sinh Gioan Tiền Hô ở tuổi già. Đó là chưa nói đến mục đích của việc thai thánh, bởi Thiên Chúa không thể phá bỏ luật tự nhiên do chính Ngài thiết lập khi cho một số phụ nữ không quan hệ với nam nhân do được đặt tay cầu nguyện đã có thai và sinh con mà không nhắm một mục đích cứu rỗi nào cụ thể. Quả thực, chỉ nguyên một sự kiện thai thánh thôi đã chạm đến mầu nhiệm thụ thai do quyền phép Chúa Thánh Thần của Đức Maria trong nhiệm cuộc nhập thể, người mà Thiên Chúa đã gìn giữ cách đặc biệt và chọn làm mẹ Thiên Chúa do quyền phép của mình khi cho một trinh nữ thụ thai và sinh con trai. Tóm lại, là người công giáo, là con cái trong gia đình giáo hội, là chi thể trong thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, chúng ta không có lý do thờ ơ, bàng quan, hờ hững vô cảm trước những gì đang xảy ra trong giáo phận Đà Lạt. Bởi không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Vì thế, chúng ta có bổn phận chia sẻ nỗi đau của toàn thể giáo hội, nỗi lo của Đức Cha Đa Minh Đấng Bản Quyền, nỗi khổ của quý cha, quý anh chị ở nhà Chúa Cha Bảo Lộc, bằng cầu xin cho mọi người tìm về và sống đức mến. Bởi chỉ với đức mến, chúng ta mới nhận ra mình và nhận ra nhau để khiêm tốn hòa giải và quả cảm tìm về hiệp nhất với nhau trong Chúa. Bởi đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.
đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Và trong đức mến, chúng ta yêu thương nhau để Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người nơi chúng ta được nên hoàn hảo. Với niềm tin tưởng đức mến không bao giờ mất được, chúng con xin ký thác tất cả cho Chúa. Và nhờ đức tin của giáo hội, chúng con xin Chúa đừng để chúng con mất nhau, cũng đừng để ai trong chúng con mất Chúa, xa khỏi giáo hội, là mái ấm hạnh phúc, quê hương đời đời, nhà của Thiên Chúa giữa nhân loại.